Ok và hello anh em, mình mới có lập một cái shop up về Free Fire và Liên Quân giá rẻ. Thì anh em nào muốn sở hữu những cái tài khoản ngon, bổ và rẻ thì hãy qua shop thanhenergy.com nha. Và mình sẽ quay cái vòng quay kim cương để có thể sở hữu 9.900 kim cương với chỉ giá là 20.000 thôi anh em ạ. Tôi sẽ mua khoảng 3 lượt đi, 3 lần đi anh em. Ok, chúng ta sẽ mua nha. Và mình bắt đầu là mình quay nha anh em. Mình còn 3 lượt nữa. Đây, mình sẽ quay nha. Và không biết là liệu rằng chúng ta có vào được 9.999 kim cương hay không. Rồi. Wow, ui. Tôi được 9.000 kim cương luôn này. Ui, vãi trưởng luôn anh em ạ. Vòng quay may mắn vãi. Vừa vào cái được 9.000 kim cương luôn. Oh my god. Lần quay thứ hai sẽ được cái gì đây? 10 kim cương khổ, lần 2 thì bắt khá đã khá đen rồi anh em. Và cứ một lần 3 nhá. Rồi, xem nào. 10 kim cương nhưng mà tổng cộng là mình được 9.020 kim cương anh em nha. Rồi thì anh em nào muốn quay giống như mình thì có thể vào shop Arc Free Fire, vòng quay kim cương, shop thanhenergy.com nha. Giờ ok. Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là thanhenergy đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Nexomon nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy để lại cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video được 1.000 like thì ngày mai chúng ta sẽ tập mới nhất của tựa game đấy là Nexomon nha. Thì hãy mày like ngay cho mình bây giờ và chờ có 3 giây để anh em like nè. 3, 2, 1, bắt đầu rồi. Thì hôm qua mình đang ở cái khu vực này đúng không? Mình có một con chim hệ nước nhưng mà mình không biết có đánh được không cái bọn này ấy. Con chim hệ nước mình đang nó hơi yếu anh em ạ. Hiện tại nó chỉ có level 10 thôi. Có gì đấy? Từ từ nha anh em, cho tiếng nhỏ đã. Quái gì đây anh em? Nhìn trông nó buồn cười nhở. Telas. Ok, mình sẽ dùng cái Frostbite này. Sấm sét nó khắc chế hệ mình với anh em ạ. Nó khá là khó chịu nên mình sẽ đổi thôi. Đổi. Thì nhiều bạn là anh ơi hãy thử so sánh sức mạnh của Ultra Ray và Mega Ray đi để xem con nào mạnh hơn. Rồi thì mình xem mà có con nào level bằng nhau thì ta sẽ cùng thử so sánh một tí xíu nha. Ô cái gì đấy? Có gì đấy? Con dòng nước à? Oh my god. Ví dụ con này ấy, từ thì tôi sẽ so sánh cho anh em xem. Level nó cũng không bằng nhau anh em ạ, nên nó khá là khó so sánh ấy. Thunder, Plasma, Electro Bomb. Chết luôn, vớ va vớ vẩn. Ngớ ngang ngớ ngẩn, đấy rồi. Noki. Con này là con hệ lá anh em ạ. Ôi chết rồi, không phải. Con hệ nước bị khắc chế bởi con hệ lá. Demotivate. Ôi trời ơi, nhầm chiêu ơi. Chiêu gì đây? Trời ơi. Lệ hồn bố. May quá hay là không sao. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng thử so sánh một tí xíu nha về sức mạnh của ví dụ thực ra thì cũng không có con nào bằng nhau ấy. Ultra Ray và Mega Ray, hai con này. Con này thì nó giờ tầm khoảng 59 HP, con này 55. Con này là ST là 125, Attack là 34, con này là Attack là 29. Nhưng mà con này cấp thấp hơn, SPD là 34, SPD là 45. Không biết là con nào sẽ khỏe hơn ta, con này Mega này. Mega Ultra Ray nha anh em, con này là 75 máu nhưng mà level tầm 24. ST là 126, con này 126, Attack là 43. Con này attack 35. Defense là 28. Speed là 43, còn lại 49. Nói chung nó cũng tùy anh em ạ. Mình theo ý anh em là Ultra Ray hay là Mega Ray mạnh hơn? Mình thì vẫn mình cũng chưa biết là cái loại nào mạnh hơn trong Pokemon nhỉ. Thật sự là hai cái loại đấy khá là khó phân biệt anh em ạ. Thế sự là rất là khó phân biệt luôn ý. Không biết là sẽ như thế nào. Có tận hai con nước ở đây cơ, cái đá này. Con khủng long anh em ơi, con khủng long này là khá khỏe và mình khá thích đánh trong team của mình. Này thì ui ôi, một máu kìa. Rock Knight cũng rất là mạnh nha. Con kia lên cấp đi anh em ơi, không may quảng tiến hóa con kia đi. Nhiệm vụ chính của chúng ta ấy, hiện tại ấy, đang là cái gì nhỉ? Jonas. Chúng ta, đây, Frozen Lake này.
chúng ta quay trở lại Gui và nhận cái phần thưởng anh em. À rồi, Gui là ở trên đúng không anh em? Ok, đây là nhiệm vụ chính của chúng ta luôn đấy. Con lồng gì đây? Torren. Ôi yếu quá. Ôi miss. Ôi đấm cho bác trường chết rồi. Chết rồi. Không được rồi. Khủng long đá mình lên anh em ơi. Mày nhờ này đánh bạn tao á. Lên cấp bạn ơi. Mày lên cấp khó khăn vãi trưởng. Toxic Spark Gadam hệ nước với 20% cơ hội. Inflict Poison à? Có khả năng là Poison Speed VD Frostbite Inflict Freezer. Ok, chỗ nào đấy? Chỗ này đi. Với độ chính xác cực cao. Chẳng biết là có chiêu cái chiêu kia yếu lắm. Chiêu kia yếu cực kỳ luôn anh em ạ. Tôi phải nói anh em cái này mình vẫn chưa thể mở được. Ô, active rồi này. Warpstone active rồi này. Oh, wow. Wow, Warpstone active rồi. Cho người di chuyển được rồi anh em ơi. Trời ơi, đúng là đáng sợ thật sự luôn đấy. Còn Fuser lợn nè. Nó ở cái kia anh em ạ. Chúng ta không có bất kỳ một chiêu gì khác. Nó là effective luôn. Thấy à? Tẩm đấy. Chúng ta sẽ vẫn luyện cho con kia thôi. Chúng ta có rồi anh em ơi. Có điểm dịch chuyển rồi. Tuyệt vời. Oh no. Oh, ok, chết rồi. Chết thật sự rồi. Tại vì toàn qua một hệ. Bọn này toàn hệ lá ấy. Mình cần một tìm một cái bọn hệ nước à? Nước thì phải là hệ lửa ấy anh em ạ. Khó đấy anh em ạ. Tìm được cái hệ lửa mà để giết bọn này thì cũng hơi bị khó nhằn nha. Trong đầu tôi chưa có ý tưởng gì cả để cái bọn hệ lửa đấy gì cả. Khó mà. Thật sự là khó nhằn cực kỳ luôn ý. Không phải là đơn giản một chút nào cả. Đây rồi. Cái này thì sao nhỉ? Cái này thì hệ đá anh em ơi, con hệ đá mình vẫn đang cần luyện tập lên đấy. Mình về mình cần mang một cái team nó thật mạnh lên đi, mà đi đánh nhau ấy. Hợp lý anh em, 39 infective, con khủng long nhiều khỏe phết đấy. Chúng ta sẽ luyện con khủng long lên level 18 nhé, và để so sánh với cái con kia luôn cho anh em xem luôn là nó như thế nào. Con này sẽ ưu tiên luyện. Con hệ nước không đánh nổi bọn này cơ. Khổ thật sự luôn. Không biết làm nào. Không biết làm nào luôn, tại vì là không luyện được cái bọn ở đây. Mình cần phải đến khu vực nào đây? Khu vực trên là khu vực nước nha anh em. Nói chung là cũng khá khó khăn nha. Ok, đây rồi. Ôi, anh tiếp. Ôi, sướng vãi. Cả. Bây giờ tôi có về nhà nhanh được anh em ạ. Sướng vãi thề luôn. Ôi, đây này, bản đồ này, Parum City này. Về Parum City. Ôi, tự tốc biến luôn ạ, ngon. Ngon, thật sự là ngon. Ngon vãi cả lồng à. Ok, có nhiệm vụ gì đây? Nhiệm vụ từ cô gái. Chúng ta sẽ đưa nó 250 coin, nó sẽ cho Max Poison một cái Max Ether và một cái Max LSC. Có đủ tiền không bạn? Nó đang bán thuốc để dành cho chữa bệnh cho chị gái hay cái gì đấy. Mình nghe thấy có từ chị gái không đấy, nhưng không biết là nó là cái gì. Oh my god, tôi đang ở đâu đấy? Tôi đi đâu đấy nhỉ? Thế bảo vào cái gui yếc gì đó cơ mà đúng không? Đây đường đi lên gui à? Có lẽ đây đường đi lên gui anh em ạ. Không phải. Đây không phải đường lên gui anh em à. Đây đường đi đâu đó. Đây không phải được lên vui rồi. Chắc chắn với anh em một điều là như vậy luôn. Đây, phía trên này. Phía trên này có một cái đường này. Nhìn chung là khá là lằng sờ ngoằng. Không phải, nhầm đường rồi. Nhầm thật sự rồi. Đường lên vui, cái này không có map. Cái game này ấy, mình hơi chê trách là game này không có cái map nào cả. Không hề có bất kỳ một cái map lồng đèn nào cả. Thật sự đi rất là khó. Điên vui kiểu gì bạn này?
Đây là đâu? Đây là đâu và tôi là ai? Đây là hình như là Gui ở trong này anh em ạ. Không phải. Đây không phải là Gui. Đây là phòng thí nghiệm mà. Đây là phòng thí nghiệm anh em ơi. Nhầm rồi, nhầm hàng rồi. Gui ở đâu nhỉ? Không biết cái Gui ở đâu luôn ạ. Ok. Mình nhớ đây là trong này có Gui. Có bang hội mà. Có một cái đường đi ở đây bên này nữa. Để đường đi bên này nữa. Cái này rồi không lẽ không phải. Nó không cho mình đi cơ. Bảo mình về ngay. Bây giờ sẽ không phải đấu Gui nữa mà làm nhiệm vụ của Gui sẽ được huân chương chăng? Theo như tôi đoán là như vậy. Cái Gui đi ở đâu? Vãi đạn luôn ạ. Ê. Không nhớ luôn ạ. Tôi nhận cái huân chương cái. Anh em ạ, tôi chưa nhận được huân chương, tôi chưa thể về được, chưa thể nào về đấy được. Cứ đang tìm ra được cái gọi là cái đường lên cái đấy chứ. Dĩ nhiên rồi, đây là sang phải sang trái, lên trên xuống dưới ABC. Trên này hình như là có một cái nhà nào đấy thì phải anh em ạ. Phải không nhỉ? Đây là được. Thẳng. Đây cái bang hội anh em ơi. Ok, về đây rồi. Chị ơi, em về rồi. Chị ơi cho em huân chuông nào. Đấy, thấy chưa? Cho được 500 coin Perfect Berry, Blazing Sash và Ocean Sash. Cho nhận thêm một đống thứ nữa. Bây giờ có nhận nhiệm vụ nữa không nhở? Ui, cái gì vậy? Những con này là con nào đây anh em? Đây là cuộc chiến của Nexomon anh em ạ. Đây là câu chuyện chính, tôi vẫn đang đi theo câu chuyện chính luôn. Vãi đạn, nhưng mà nhìn đẹp nhở? Thì cái bức tranh nhìn chung đẹp xịn sò vãi. Chắc chắn là sẽ có nhiệm vụ của mình. Ở đây ạ, cái ông ở trong ấy đúng không? Mentos. Vẫn là ông ở trong cái học viện anh em ạ. Chính xác là ông ở trong học viện này. Không sai. Coco và chúng ta sẽ gặp Rose và Nora. Capital, Win, Nasal Trap và Plan, Nasal Trap. Không có huân chương nhất gì nhờ. Cái này không có huân chương à? Cái này không đấu ghim à? Chính xác là cái này là không có huân chương. Và cũng méo có đấu ghim à. Chán vãi. Không huân chương cũng không có đấu ghim. Đây đi đâu đây? Đâu là cái tàu bay nhỉ? Tôi muốn lên khu vực mới. Đây hình như đường cái tàu bay này anh em ơi. Chán đây rồi. Tôi cần vé để đi anh em ơi. Cho em một vé anh ơi. Mình có vé rồi anh em ạ. Vé đi nhiều lần rồi anh em ạ. Mua một lần đi cả đời. Mua vé tháng, mua vé năm luôn. Let's go chị ơi. Cho em lên à. Trên này mà mình trở lại với cái khu vực mà có khá nhiều Pokemon ấy. Cho em ra. Mình sẽ nhớ một. Ở đây vẫn có bán vé. Thật ra thì không phải bán vé mà là đây có cửa hàng luôn. Nói chung ở đây cũng ổn anh em ạ, rất ổn luôn đấy. Mình tìm cái điểm di chuyển để sau di chuyển cho dễ. Torrent. Chết rồi. Không khắc hệ và cũng không vấn đề gì. Nhưng mà đánh này thì nó sẽ hơi lâu. Đừng chết nha. Nó chỉ có 9 thôi anh em ạ, quá ngon luôn. Luyện nào để tiến hóa phát. Luyện tiến hóa cái. Hôm nay mình nhớ, mình hứa anh em là luyện để tiến hóa nhưng mà có vẻ đã mệt đấy. Trên này lắm hệ gió quá. Tôi chẳng biết là đánh kiểu gì với... Ở đây hệ lửa này. Torrent, cứ tục Torrent cho tôi. Chiêu thứ 2 thì khá là khỏe. Nhưng mà tỷ lệ xịt khá lớn. Frozen, ok. Hay đấy, có 20% cơ hội được Frozen anh em ạ.
được, nói chung là cũng không có nó tệ lắm. Tăng thêm một lượng đam nữa, tăng thêm một lượng đam, một lượng máu nữa cũng được. Nhưng mà chỗ này có lắm cây con này quá. Đóng băng à? Tôi đầy hệ băng mà, tôi sợ gì hệ băng này. Khả năng đánh của nó cũng khá là xịt anh em, cũng khá là gọi là củ chuối cả nải luôn. Thề mình đang cầm rất là nhiều cái item trong người ấy, nên mình cũng chẳng sợ lắm. Sao lắm cái con này ấy nhở? Nghĩ ra nó không khắc chế mình anh em ạ, mà mình đánh cũng khá là thoải mái. Dù đánh nó hơi lâu, hơi mất thời gian thôi, nhưng mà mình đánh được. Nó đánh lên cấp rồi anh em ơi, 14 rồi, sắp rồi. Tôi chắc là luyện thêm khoảng vài phút nữa thôi là nó sẽ ổn thôi mà anh em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đúng không? Đàn. Con rồng hơi khó chịu. Con lợn thì đánh kinh vậy. Stun ạ. Nhít rồi em ơi, mình đánh nhiều thế. Mày đấm đâu ghê vậy. Chết mày đi cưng. Sao lên cấp rồi, sắp tiến hóa rồi người anh em. Tôi xoắn gì đâu bọn này đâu anh em. Không sợ chó, thề bọn này không sợ bọn này luôn. Lên. Gì đây? Con hệ lá thôi xong rồi, nó khắc chế mình anh em ạ. Con hệ lá bỏ ngựa này. À, đau. Trên này vẫn không phải là một cái chỗ lý tưởng để mình có thể luyện tập đến con của mình anh em ạ. Con quái vật của mình cũng không phải nơi lý tưởng lắm. Có lẽ tôi nên vào cái hang động hệ đất ấy. Anh em biết cái hang động hệ đất không? Ồ, tôi biết cái đấy. Đi vào đấy thì nó hơi xa đấy. Trước tiên tôi sẽ cần lưu lại cái điểm di chuyển ở đây đã. Đấy, không có điểm di chuyển à? Đúng. Mất công, mất thời gian lên đây rồi mà không có điểm di chuyển à? Không được. Không thể chấp nhận được. Ở trên này thì có rất là nhiều Pokemon. Đánh luôn. Xoắn mày à? Tao xoắn mày à? Không. No. Ui trời ơi. Trời ơi, mấy con này nó khỏe quá. Mình gặp hệ đá cơ. Mình như trong cái hang động anh em ạ. Trong hang động mình có khá nhiều Pokemon hệ đá. Mình có nên về không anh em ơi? Mình có nên về không đây? Con rồng đẹp phết nhờ. Con rồng này mình khá thích này. Và mình cũng không biết là lấy nó kiểu gì ở đâu ra. Nhưng hôm nay mình thề mình luyện con này là tiến hóa anh em ạ, nên không thể lùi được. Còn lợn này chết đi cưng. Hay lắm. Thằng kia đây 14 rồi. Tiến hóa không cưng. Tiến hóa không mắt. Đố tiến hóa luôn. Ê, không có điểm di chuyển nhờ. Không chịu thế được rồi, mình sẽ đến cái khu vực kia để mình về đã. No. Di chuyển. Di chuyển nào. Ôi không được. Định nhảy à? Không nhảy được đâu. Cho em về cái chị ơi. Trời ơi. Không biết là bao nhiêu ngày tháng rồi, chán quá. Chỗ này định luyện nhưng mà cũng không luyện nổi anh em ạ. Tại vì nó củ chuối cả này ấy. Thôi rồi, đi về. Đi về nhanh. Điểm di chuyển ở phía dưới nha anh em. Không cần được di chuyển nữa. À, tôi có điểm di chuyển. Tôi sẽ đi xuống khu vực dưới này cũng được. Ô, nó tệ. Đây là di chuyển. Di chuyển ở Frozen Lake. Rồi, let's go. Ôi, nhầm rồi. Outlands. Nó là Outlands anh em. Không phải Frozen Lake mà nó là Outlands. Hồi máu à. Rồi, bây giờ sẽ vào hang động nha anh em. Có một cái hang động rất tốt ở bên kia. Có một cái hòm nó khó chịu. Không thể nào mà đỡ được. Đây này, có cái hang động này này. Tôi chắc là sẽ có thể đánh được. Ơ nhầm. Nhầm đường ạ. Đây. Vào rồi, vào hang động rồi. Luyện. Hang động này có khá nhiều các cái đồ anh em. Có nhiều con hệ đất đá các kiểu đây là hệ ma. Hệ ma thì mình cứ sợ đấy. Còn hệ ma đâu, còn critical ấy. Ngon. Mình sẽ mất một cái lượng máu anh em ạ. Mày á. Mấy con hệ ma trong này ghê phết đấy anh em. Nó yếu mà, mình khắc chế bọn này. Luyện đây là quá tốt luôn. Tôi gặp rồi, gần gặp mấy con mới nào. Đúng rồi. Hệ nước đấu với hệ nước ạ. Con lợn nào xuất hiện con hệ nước ở đây. Giết đó.
Giết nó anh em. Hy vọng 15 sẽ tiến hóa nha. Electric Bomber. Chết mày đi cơm. Sao lên 15 rồi, sao lên 15 rồi. Mình đáng em mình vào đây ngay từ đầu thì sẽ là đúng bài. Chán ghê. Mất nhiều thời gian quá, đừng nhặt nữa, đừng nhặt nữa. Đã đủ rồi, ôi trời ơi. Ngon rồi. Not effective nhưng mà cũng rất là khỏe nha anh em. Frostbite. Khỏe chưa? 65 kinh nghiệm luôn anh em ạ. Ngon đấy. Ờ. Mình đánh mình nhanh nhanh vãi lồng anh em ạ. Tay mình nhanh rồi. Thế đá. Ok 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 ok. Frostbite. Torrent. Ok, sang 15 rồi, sang 15 rồi, sang 15 rồi. Sang 15 rồi, sang 15 rồi. Cố lên nào, cố lên nào. Đánh tắt mồ hôi hột. Không nhặt đá, không nhặt đá, không nhặt đá, không nhặt đá. Ok 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 ok. Ơ. Đánh nhau đi. Thôi ôi. Thì chạy anh em ơi, hệ nữa thì cũng không khắc chế được và nó cũng chẳng chắc chế được mình. Chết mày đi cơ. Sang lên 20 rồi. 88 á, còn một cấp nữa. À, bây giờ mà nó lên thành cấp 10. Cấp nó là thành cấp Good. Bây giờ nó thành cấp 16, 17 em tiến hóa nhờ. Con này dễ lắm. Con chim này dễ lắm. Đây ơi. Cắn mày nhồn này. Con này mình chưa có không anh em? Con Francos. Francrow này chưa có. Tiến hóa Veradam với 30% cơ hội. Inflict Fraser. Tốc độ của nó sẽ là 16. Độ chính xác là tốt hơn một tí xíu. Dam thì sẽ... Ôi vãi lòng. Rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nha, bye bye. Tiến hóa lâu vãi.